Ngày nay trái đất chúng ta đang cư trú, mỗi một người đều biết nó nhiễm ô vô cùng nghiêm trọng. Người hiện tại đều biết tinh thần chúng ta có nhiễm ô nghiêm trọng, sinh lý chúng ta, thân thể sinh lý chúng ta có nhiễm ô nghiêm trọng. Trái đất chúng ta cư trú có môi trường nhiễm ô. Phạm vi bao quát của môi trường vô cùng lớn. Đất liền, biển cả, còn có cả hư không. Những nhiễm ô này từ đâu mà có? Do con người tạo thành. Nói cách khác, do khoa học kỹ thuật tạo thành. Khoa học kỹ thuật cũng tốt, nó mang đến cho chúng ta những tiện lợi, tiện lợi trong cuộc sống. Nhưng quý vị phải tỉ mỉ suy nghĩ xem, chúng ta phải trả giá quá đắt, có đáng hay không? Rất không đáng. Vậy chúng ta cẩn thận tư duy, quan sát, xem rốt cuộc con người ngày xưa thông minh hơn hay con người hiện tại thông minh. Những thứ khoa học kỹ thuật cổ nhân có biết hay không? Phật Bồ Tát có biết hay không? Ngày xưa những đại thánh tiên hiền này họ có biết hay không? Họ biết, không phải không biết. Vì sao không phát triển? Họ biết sự lợi hại của nó rất rõ ràng. Những thứ này nếu như phát triển một cách không có giới hạn, kết quả cuối cùng là trại đất quỷ diệt. Cho nên không theo phương hướng này mà phát triển. Hướng đến phương hướng nào để phát triển? Hướng đến nhân nghĩa đạo đức để phát triển. Phát triển trên cuộc sống tinh thần, không phải từ vật chất. Cuộc sống tinh thần phát triển không có tệ nạn. Quý vị xem, tinh thần phát triển có thể làm cho quý vị được đi lên đến A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát Phật. Đó là tinh thần phát triển. Có lợi ích hay không? So với khoa học kỹ thuật hiện tại, nó đem đến những lợi ích rất nhiều. Hơn nữa không có tệ nạn. Khoa học mang đến là nhiễm ô nghiêm trọng, hậu di chứng rất phiền phức. Đem đến cho con người phiền não tham sân si mạng vô tận. Phương hướng này là sai lầm, không phải là chính xác đâu.